Ở trên nhà làm rất là bụi luôn cô bác quý anh chị. Hình như là anh Vũ thợ sắt đang làm cái gì đó. Giờ không bị trơn trượt á. Đây, đó, miếng dập y gan nhà gỗ luôn ha. Có nghĩa là ồ, khói liền luôn ha. Trời ơi, xịn sò. Chào buổi hồi, xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay là ngày thứ tư vẫn các anh thợ vẫn đang miệt mài để hoàn thành cái ngôi nhà của Út Nhất. Hôm nay thì anh Vũ cũng đã dừng xong cái phần bên đây nè cô bác quý anh chị, cái phần vách ở bên đây. Và các anh thợ hồ thì vẫn cố gắng đổ cái phần cầu cho nó xong luôn. Và để hiểu rõ thêm cái công trình của ngày hôm nay thì buổi hồ mời cô bác quý anh chị cùng tiếp tục vào bên trong để buổi hồ sẽ quay cận cảnh cho cô bác quý anh chị biết được ha. Và đây là cây cầu sau một ngày làm ở cô bác quý anh chị. Cây cầu cũ thì trước đây nó đã xuống cấp rất là nhiều, đã một ngày hôm nay thì được thay thế bởi một cái cây cầu kiên cố hơn và rộng hơn để chúng ta có thể bắt lên một cái ngôi nhà cho nó được an toàn hơn. Và đặc biệt mà khi Út Nhất có một cái chiếc xe thì cái phần này thì chạy xe lên nó sẽ dễ dàng hơn. Có nhiều cô bác quý anh chị hỏi là làm cầu thì có làm cái lan can không, thì thông tin với cô bác quý anh chị là mình sẽ làm luôn cái phần lan can cho ông bà cụ đi lên. Và cái phần lan can đó là phần lan can với ống sắt tròn đó cô bác quý anh chị. Cũng kế hoạch thì sẽ làm một cái lan can cũng khá là cao. Các anh thợ đổ cũng gần xong rồi nè. Ngoài kia thì các anh thợ vẫn đang làm trộn bê tông. Cái phần lan can mình làm cao lên bao nhiêu anh Vũ? Cụ quay thì làm cỡ 9 tấc đây. Cao lên 9 tấc ha. Dạ. Cỡ 9 tấc cũng được rồi. À. Mình làm bằng tiếp tròn á. Tiếp tròn. Dạ. À, 9 tấc gì được không? Hay là ý em muốn cao hả? Cái kề cao quá thì nó cũng xấu. Đúng rồi, 9 tấc thôi cũng được, nó cho số 9 cho nó đẹp. Coi như là hồi sáng giờ mình là hoàn thành cái này hên Vũ hả? Dạ, cái vách này bắn vô xong. Cái nắp ở trên mình hoàn thành hết rồi. Ở trên này cái ở trên này xong luôn rồi ha. Ồ nhìn đẹp ha. Còn cái phần mái bên đây, cái nén bên đây. Cái nén này dùng cái chiều dừng cái nữa. Chiều dừng cái nén. Dừng vách sau với cái buồn. À cánh này chiều nay thì sẽ làm cái nén đây. Cái phần vách này với lại cái phần vách bên hông. Với lại cái cửa buồn làm luôn hả? Dạ. Chứ không để lót gạch mới làm ha. Hàng đố trước. À hàng cây đố. Mới để đó xong hết, lót gạch xong mới làm. Dạ. Các cô chú anh chị nói anh các anh thợ sắt, anh thợ hồ quá trời dễ thương luôn. Làm là gấp, coi như là gấp đút là cái thứ nhất, cái thứ hai là làm có tâm. Và anh Vũ ơi, cái phần sắt này là mình những cái mối hàng á là mình đã sơn chống dỉ hết anh Vũ? Có à. Dạ. Hàng xong rồi quay ngang sơn liền. À sơn liền để những tại sau này cái phần mà dễ gãy xét nhất là cái ngay dạ. Chỗ mối hàng. Dạ đúng rồi, ngay chỗ mối hàng. Dạ. À, sáng nay thì anh Vũ cũng đã lót luôn cái symbol, cái phần nối liền giữa cái phần nhà lớn với cái phần nhà sau á. Hả? À, thì nhìn rất là đẹp luôn. Sắt này là mấy vuông anh Vũ? Cao quá vậy? Dạ. Cao 75 vuông. 75 vuông ha. Dạ. À, ton này cũng khá là dày. Khá là dày. Và anh Vũ ơi, cái này là cái nơi cửa sổ chừa, cửa sổ chốt nhất là ngay chỗ này đúng không? Dạ đúng rồi. Để chiều ngang bự ngang mét 2. À từ chiều ngang này là mét 2. Ờ cũng được ha. Ở trên đó là chừng nữa mình sẽ cúp xuống. Nếu em dừng cái mặt nó vô luôn. Dừng cái mặt đi. Dừng vô. À. Dừng có. Dừng đi. Ở ngoài trước làm cái đó kêu là cái gì mà nhìn cũng đẹp ta. Cái làm xuống. À hàng song sắt xuống cho nó đẹp ha. Ở ngoài trước này thì mình sẽ làm một cái làm ở ngoài trước cái song sắt. Song sắt ngoài trước cô bác anh chị. Ở ngay chỗ cái này là sẽ làm cái cửa lùa sang cho nó đẹp luôn. À thì nhìn cái phần trước này là và cái phần sau á thì mình sẽ dán gạch hết luôn. Và bùi ngồi sẽ đóng la phong luôn cái phần ở dưới này nè. Lúc trước thì mình dự định là đóng cái phần trên không. Nhưng mà nếu như mà đóng cái phần trên không, phần nhà dưới ông cụ ngủ á thì nếu như mà không đóng thì nó sẽ rất là nóng. Anh Vũ ha. Ờ. Nói chung là coi như là phần sắt thì nó đã hoàn thành được khoảng 80% rồi đó. Chỉ còn cái phần hồ nữa thôi. Bây giờ chắc có lẽ là các anh thợ cũng chưa làm cái này anh hả? Chưa, nhà vệ sinh đó. Vệ sinh đang làm đó. Đang làm thôi. Đang làm mấy xong rồi mới qua đổ này trước là cho nó cứng cáp đi tới đi lui nè. À. Cái công trình này phát sinh sao?
nhưng mà sau khi mà phát sinh sao thì phải làm trước, lý do là để lên xuống rồi giác gạch rồi cho nó tiện. Dạ, dạ, đúng rồi. Ừ. Để gạch ở bên kia hồ sao cho làm nó dễ. Dạ. Thì có nhiều cô bác của anh chị hỏi là cái phần trụ này nó có cứng không, thì anh Vũ trả lời đi, trong chuyên môn trả lời đi anh Vũ ơi. Trụ nào anh? Cái trụ bê tông ở dưới chịu cột á. Dạ cứng, bảo đảm an toàn. Vài chục năm luôn. Vài chục năm bình thường. À. Hai ba chục năm bình thường không có gì. À. Dạ. Bảo đảm an mà. Dạ. Anh Khánh. Anh Khánh này, Khánh vẫn đang bắt những cái con ốc vô cái khung sắt ở dưới á. Lót nó khít ghê hay Khánh ha. Sao? Đúng rồi. Cái phần này á mà nếu như mà không dán gạch á thì nó sẽ có độ bám bụi á, nên thành nữ nó sẽ rất là dơ. Nên Bùi Hồ quyết định dán gạch luôn. Thì dán gạch thì mình gia cố luôn cái phần nóng ở dưới á, thì nó sẽ gọi là nó sẽ cực kỳ chắc chắn luôn. Không, sau khi ngôi nhà lên thì mình thấy nó cũng khá là rộng. Vậy thì tổng cộng cái ngôi nhà này bề ngang khoảng 6 mét hả? Ở trên này hết 4 mét rồi. Đây các anh thợ vẫn đang xây. À, cậu bác anh chị thấy không? Xây đây tới trưa bứt hết mấy vách này không anh? Chắc đây tới chiều chắc cũng rồi. À. Gần rồi chứ chưa rồi. Gần rồi. Tường này là tường 20 luôn hả? Ồ, tường 20 cô bác anh chị thấy không? Này là phải nói là chắc chắn dữ lắm luôn á. Kiên cố lắm, tường 20. Khi mà anh xây lên tới đây là anh sẽ đổ thêm cái sàn nữa đúng không? Sàn lên tới trên này. À, tới đây cái mình đổ sàn ngang. Cái này giống như cái hố ga, ở dưới đó là anh chừa một cái lỗ thông hơi cho nó thấm nước ha. Dạ. Dạ. Chiều nay là mới xong, ngày mai chắc mới đổ cột này quá. Cột này thì đổ nó mau rồi, chừng nửa tiếng hơn xong hết à. À. Gạch xây đẹp quá, đều đẹp quá. Ồ, mình xây gạch thẻ chung với gạch ống hả? Ống còn hay hơn. Dạ. Ống còn thẻ nó chắc hơn, nó không có xì. À, ống nó hay hơn ha. Không, cái thằng gạch này nè, mình xây ống cầu thẻ nó ngay hơn. À, không phải là ống cầu ống. À, ống cầu ống nó dở lắm. Ừ, này là ống với thẻ chung. Ừ, ống cầu thẻ. Ống cầu thẻ ha. Mới thấy xây kiểu này luôn á, nhìn đẹp ghê trời. Chứ mình xây nếu như mà thẻ không nó cũng dở ha anh. Thẻ không thì xây chịu nổ, hao chịu nổ. À, cứ đổ cho nó đi, đừng có mưa nó xịn một chút. Các anh thợ cũng tận dụng khá là hay, có nghĩa là xây lên một vách thì một vách bên kia đóng có pha nó đỡ hơn. Mà mình xây mà đổ vậy bảo đảm là xây dạ, đổ trước mà xây sau. Dạ. Mà anh xây đều ghê á. Xây viên gạch nhìn đẹp. Có nghĩa là một thẻ một ống hả anh? Một thẻ một ống. Cao từ ở dưới lên đây tới đây 2 mét. Nữa là 2 mét. Dạ. Thì nếu mà đổ lên tới đó đó. Dạ. Bây giờ mình đổ luôn hả anh? Không, mình đổ chân mình sợ mưa á. Dạ. Sợ mưa nó xịn nó vô này mình đổ không được. À. Không chắc. À. Ra vậy chứ ơi. Dạ. Đỡ có mưa lên tay cũng sao. Mình gỡ mỏng đâu được. Đúng rồi. Đổ cái chân trước. Nhưng mình xây lên khúc mình đổ á. Dạ. Ở dưới này nó đâu, em coi. Đây là gạch nhà vệ sinh ha. Gạch gạch nền ở dưới để nó chống trợt rồi luôn nè. Nó có khối u nè. Còn đây là gạch gạch dán nhà lớn. Gạch này gạch giả gỗ. À, để mở ra lắng mình cho cô bác anh chị coi thử cái gạch ha. Nhìn thấy đẹp lắm. Gạch này gạch 4 tấc. Ê, cho coi thử anh Hùng coi. Ta cũng nôn lắm. Gạch này thì chắc đẹp rồi. Này gạch này út nhất chọn nha cô bác anh chị. Còn gạch nhà vệ sinh đó thì anh thợ anh chọn gạch nào nó tiện lợi và nó lại không bị trơn trượt á. Ây, nó miếng gạch y gang nhà gỗ luôn ha. Đó, đẹp không? Đẹp ha. Này mình lót nguyên tổng thể ngôi nhà mình nhìn nó sáng lắm.
sáng lắm, đẹp màu sạch sẽ. Gạch này nó lại nó có gọi là gạch men nên là nữ men nó không có bao giờ bị trơn. Cái này là gạch ấy nè, cái đó bồn cầu liền khói hả? Liền khói bồn cầu luôn. Bồn cầu này là bồn cầu bấm nút nha cô bác quý anh chị. Đợi lên nhà luôn. Nặng ghê trời. Lâu bỏ nó có được mình được không? Đầu dài nặng lên. Đó. Gấp chỗ miếng tiếp đó. Đừng được tôi là cái chi tiết quá. Nặng lắm. Ở đây còn gì không cho coi hả? Ồ, gạch này nè. Gạch này nó có cái độ bám á. Gạch này nó lõm lõm á. Nên là nữ nó có phần nhô lên này nè, nhìn đẹp lắm. Đó. Cô bác anh chị thấy dễ thương không? À, số dắt luôn. Hả? Anh Hợp nói gì? Đâu phải đâu. Cái này là gạch dán tường đúng không? Hai loại trắng với viền. À, cái này là loại có viền dán ở trên nè. Anh Hợp lựa màu gạch cũng sáng quá anh Hợp. Bữa đó trồng rồi đấy. Vậy ha. Bồn cầu có bồn cầu chưa? Chưa. Bồn cầu đem vô luôn rồi. Cầu nó khó liền luôn. Khó liền luôn hả? Ừ, khó liền luôn. Có nghĩa là nó không có gời. Lát gỡ ra cho em coi được không? Được. Đây, đây. Đi Hợp ơi. 2 triệu mấy á. 2 triệu mấy luôn hả? Coi cái bồn cầu khó liền cô bác anh chị. Khó liền thì hôm trước là anh có nói khó gời là nó có 1 triệu 8 rồi đúng không? Bây giờ anh chơi có liền luôn. Chơi gì có lỗ không? Hả? Ông bên ảnh cũng quen nói rồi anh bớt vô chẳng. Có nghĩa là đi bớt, bên lại anh bớt. Ồ, khó liền luôn ha. Trời ơi, xịn sò. Xịn sò hơn như bồn cầu nhà em luôn. Nắp hơi luôn ha. Nắp này nắp hơi, nắp hơi hả? Hơi luôn à, nắp hơi luôn, bỏ xuống không có về gất. À, nắp hơi luôn. Bỏ xuống nó gất từ tại bồn này. Có nghĩa là khói liền là cái này nè, khói liền đây đúng không? Khói liền. À, hay quá. Nắp hơi luôn, đó, khói liền. Ồ, đã quá, tốt luôn. Cảm ơn anh Hợp nhiều ha. Ông đợi vui vẻ quá cô bác của anh chị. Khói liền này nó 2 triệu mấy rồi hả? 2 triệu mấy. Ờ. Cái màu gạch dây chịu không? Chịu. Hả? Ừ, cái lượng màu gạch này cũng đẹp. Màu này cũng sáng. Vậy ha. Màu gạch này là màu gạch giả gỗ thì thành nữ ra là nó rất là dễ thương và nó không có bị trơn lắm. Còn gạch này là gạch dán nhà vệ sinh nè. Mình dán thẳng lên tới trên luôn á. Cái đó cái cảm xúc bây giờ sao? Cũng nhẹ, đi lên hết gầu lo cái vụ đổ bô rồi. Thôi hết gầu lo là hết nè. Ngủ mình cũng được, tới sáng cũng được, cũng đỡ. Mà 6 giờ mình mặn đó, 5 giờ rưỡi mình thức cũng được nữa. Còn một lần cứ mắc 5 giờ làm đổ bô cho bả, cái mắt đi mua đồ cho thằng Cường đó. Cái thời gian nó trễ nãy cái xào quằn cái mình mệt. Màu gạch này được không? Được á. Bông gì đẹp? Bông nó cũng đẹp đó nè. Bông này chơi. Kêu là cục vàng không à? Cục vàng, hồi là cục vàng chứ nữa. Hồ. Ai cũng dài, hồ. Ba anh em luôn. Thầy bả vậy. Mạnh Thường Quân luôn. Thầy Mạnh Thường Quân đó là. Thôi hồ cục vàng thôi. Hồ là cục vàng. Nói chung là Út Nhất là thấy cái màu gạch là Út Nhất thích không? Màu gạch sàn á. Thích cưng. Một á, màu sậm gì nó không có dơ. Hai là nhà sàn thì giống như là nhà gỗ miền Tây ngày xưa, nên là nữ mình chọn cái màu giả gỗ á, thành nữ là nó giống như giả gỗ nhưng mà thật ra là nó nhà gạch. Nó không sáng lắm thì nó tương lượng này cũng đẹp nè. Đẹp không hay có dối lòng gì không? Không, biết nó thiệt rồi, kêu con chọn đó. Chứ hồi đó có gặp mặt này đâu biết. Hồi đó về hồi nhỏ lớn rồi đâu gặp mặt mà cái nào đâu mà biết chọn đâu, ở với kêu con chọn đó. Dạ hả? Thông báo với ông Nhất á, có một cái tin cực vui như thế này. Ngày hôm nay các anh thợ cũng bắn tôn vô cái vách á. Anh nữ là cũng cực khổ.
nên là nữ là chị Jenny Nguyễn ở Úc, chở hỗ trợ 1 triệu để cho các anh thợ, kêu mua bia cho các anh thợ uống, thấy anh cực khổ quá. Thì chắc chiều nay là mình sẽ mua cho các anh thợ 2 con vịt quay, với lại mua bia với lại rượu, cái nào uống bị bia uống uống rượu cho coi như các ảnh ăn liên quan sau khi lập nhà xong. Thường là lập nhà xong ở miền Tây người ta sẽ tổ chức cho các anh thợ một cái bữa tiệc nhỏ nhỏ để cho các anh thợ. Bữa nay là cuối tuần nữa thì chị đó gỡ riêng cái phần đó là 1 triệu đồng để mà chiều nay mình mua vịt ha, mua ít rượu, mua bia. Thì em sẽ cố gắng em mua phần đó. Cái phần thứ hai á, là còn tiền hôm trước là chị gửi 1 triệu hôm trước thì Bùi Hồ cũng đã đưa chốt nhất rồi. Rồi. Rồi bây giờ thì hổm ngày mua nước thì còn nhiêu á, chiều nay á 2 giờ rưỡi. Út Nhất mua cho các anh thợ mỗi một phần bún thịt nướng á. Út Nhất đặt chưa? Đặt rồi. 10 phần. 10 phần. Là mỗi phần là 20 ngàn. 20 ngàn. Mua cho các anh thợ ăn trước để cho các anh thợ có sức để đổ bê tông. Yeah. Ha. Yeah. Rồi chiều tối nay mình sẽ ở trên đó mình dọn cho các anh thợ liên quan bữa. Yeah. Tại vì chị nói là thấy các anh thợ cũng tội nghiệp quá thì Út Nhất nghĩ như thế nào? Út Nhất không nghĩ như vậy hết trơn. Nhưng mấy chị bả lo cho Út Nhất như vậy là đúng mà. Cho nên mấy anh em như cũng tích cực làm cho Út Nhất á. Mình đãi cho mấy anh nhậu bữa cho. Nhà riêng tư của mình thì cũng đãi. Rồi nhà Út Nhất thì không có tiền Út Nhất đãi, mà cũng được chị Jenny Nguyễn đãi thì cũng cảm ơn luôn. Chị Jenny Nguyễn sẽ chuyển luôn cái phần 3 triệu làm cây cầu đó luôn, khỏi trích quỹ của Mạnh, khỏi trích cái số tiền Mạnh Thường Quân ủng hộ từ trước đến giờ. Ừ, tôi cũng cảm ơn chị Hữu Nguyễn rất là nhiều. Jenny Nguyễn. Jenny Nguyễn. Ừ, trồng găng lên là nói chuyện nó ngon lại à? Biết là cũng như cái găng nó hơi ấy. Cái bình phát âm nó hơi bị dốc. Chừng nào trước khi trồng nhớ tặng một bài hát rồi hả trồng hát? Khỏi nói, khỏi hứa rồi. Vui không? Nói vậy chứ vui không? Không, vui lắm mà Hồ Cưng. Bụi Hồ chứ quên, vui dữ vậy. Ta Bùi Hồ mà kêu Bụi Hồ à, kêu Phụ Hồ nữa trời. Không phải. Trời ơi là trời. Tên của nó mà quên hoài nè. Bùi Hồ mà kêu Phụ Hồ. Đúng rồi. Kêu gớt hầm găng cái nữa. Nói vậy chứ cố gắng lên. Cố gắng lên. Nợ tiền nợ bạc thì nó có thể trả được, nợ tình cảm thì nó khó trả. Đặc biệt là cái tình cảm của Mạnh Thường Quân á dành cho mình rất là nhiều. Cố gắng lên, hiếu thảo giống vậy, giữ chắc thật thà giống vậy. Ừ đúng rồi. Thì làm cái cuộc sống sao vậy gan vậy Hồ á? Cuộc sống mình sao vậy gan vậy? Anh thông báo với anh Hợp cái đi. Anh Hợp chiều mấy giờ? Chiều xong 5 giờ. Trời ơi chưa giờ đồ cướp công làm hoài. Anh Vũ ơi. Vũ ơi. Cũng cảm ơn mấy nhà Mạnh Thường Quân. Anh Vũ. Anh Vũ đó, anh Vũ đã sắc nó mà anh Vũ luôn đi chứ biết sao. Nhưng mà anh Vũ chiều 5 giờ anh em mình tổ chức cho ăn bữa. Dạ. Dạ. Này là anh Út Nhất không có tiền đâu mà chị ở Út gỡ. Tính anh em cũng không dám ăn uống gì nhiều, sợ tốn kém cho của Mạnh Thường Quân với thứ hai nữa để giúp đỡ anh Út. Mà giờ anh chị quá nhiệt tình, tụi em cũng ở chiều đó chơi với anh Út luôn, chơi vô nhà vô cửa. Từ chối thì cũng không được. Dạ đúng rồi. Đúng không? Các chị Mạnh Thường Quân nha. Anh chị trong nước và ngoài nước luôn. Cảm ơn. Còn anh Hợp cho anh Hợp nói cái để cho lên vợ gặp coi. Thì tính chiều thứ bảy cũng không có nhậu nhẹt gì. Tính mạnh anh em nào ở về nhà tự nhậu nhà. Rồi nay có bà chị ở Mỹ hả? Ở Úc. Cũng cho tiền nhậu, cũng anh em ở lại nhậu chung với gia đình Út Nhất. Gọi là cho các anh thợ coi như liên quan ở đây. Tại sao khi lập mái nhà xong á, thường thì làm hồ là lập mái nhà xong là phải nhậu đúng không? Dạ đúng. Đúng rồi. Chủ nhà đã nhậu. Thứ bảy là phải chủ nhà phải đãi. Thứ bảy là chủ nhà phải đãi hả? Tính là anh em giải tán luôn. Em cũng mới nhận được sáng nay. Thì cũng cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân và chị Jenny Nguyễn ngày hôm nay ha. Thì cũng đã hỗ trợ cho gia đình của Út Nhất để có một cái buổi tiệc liên quan cho nhỏ. Đối với Út Nhất thì nó rất là lớn. Đây là Út Nhất cũng không có tiền đâu mà làm. Không bằng tới 10 bữa đâu đó. Không 10 bữa. Mà thôi thì cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Thôi chiều nay, bây giờ chiều nay mình làm hết 5 giờ xong rồi mình sẽ tiến hành. Chiều nay nói anh thợ là 2 giờ rưỡi lại ăn bún ha. Bún thịt nướng, em có chuẩn bị bằng phần bún thịt nướng. Thôi hay anh em hết. Và chiều hôm nay á, cũng như dự tính thì Bùi Hồ nói thôi đổi mua nước thì cũng phải mua bún cho các anh thợ. Thì Út Nhất có đặt 10 phần bún thịt nướng không Nhất? Cho các anh thợ làm. Thôi cũng cực khổ bồi dưỡng buổi chiều. Đúng rồi. Rồi.
À. Thấy anh làm cũng mau quá. Mau quá hả? Ờ, rồi cũng thấy thấy anh làm cũng như nợ công đó. Anh làm tóc hành im á. Không có khỏe. Không có nợ công. Ờ, bảo như khỏe. Thưa cô bác anh chị, phần bún, phần nước và phần liên quan chiều nay là được chị Jenny Nguyễn ở Úc hỗ trợ ha. Còn phần tất cả các phần lại nói chung là tất cả các mạnh thường quân cô bác anh chị rất là yêu thương Úc nhất nói riêng và tất cả các anh thợ nói chung, nói các anh thợ làm cực khổ quá mà thấy các anh thợ làm cũng rất là dễ thương. Ờ, anh làm đi. Thấy vừa lòng ghê ha. À, bây giờ Bùi Hồ sẽ quay hình dáng của ngôi nhà tí xíu cho cô bác anh chị thấy ha. Đó. Ra bún ra anh thợ ơi. Ra anh bún đi anh Vũ. Dạ, ngừng lại ra anh bún đi Khánh. Dạ. Anh các chú thợ hồ ơi, ra anh bún luôn. Bún đi. Sao không ăn bún? Anh chỉ ăn bánh cam thôi chứ bún đâu có gì đâu. Ăn đi bún đi anh. Ăn bún uống nước ngọt. Đây là cái phần nước ngọt nữa nè. Chà hả? Chà cho mấy cái bún không đâu. Ông cụ mới ăn cơm sao? Ăn cơm thôi, ông không có ăn đâu. Dạ ăn bún đi chú. Hợp bún đi nha. Hợp bún chai nước, có chai nước rồi chú. Thôi ghê không? Chai nước nè anh. Đũa trong đó thì mình khó không? Không có đâu. Có đũa dưới á, có đũa dưới. Bún này là ông nhất sức kỳ mua cho thợ gì vậy? Không có này à, của Hồ có đưa tiền. Cô Hồ đưa tiền ha. À. Chị Jenny Nguyễn á. Jenny Nguyễn đưa cho Úc Đức mua. Hỗ trợ cho anh em ăn uống cho thoải mái phải không? À. Nè cân. Khánh ơi, là ăn bún luôn em. Lên đây xuống nghỉ tan bún em ơi. Cái hộp bún 20 mà thấy cũng nhiều thịt ha. Làm hồ nó mau đói lắm. Rồi, chúc anh ăn ngon miệng. Cảm ơn anh Hiền. Rồi. Dễ đấy em ăn. Rồi. Rồi, ăn bún luôn Khánh à, lấy có nước ngọt đó Khánh. Dạ. Uống nhiều em lấy nước ngọt, nước suối gì đó. Dạ. Đâu vậy? Chờ đại ca không hả? Có. Quên còn bon em. Bon. Bún. Bún tô. Còn dưới xà, còn không mạnh ở dưới. Ông Nhất ăn luôn đi nha ông Nhất. Hả? Ông Nhất ăn luôn đi. Chúc các anh, các chú ăn ngon miệng. Cảm ơn anh. Dạ, làm gì chứ, làm hồ vậy chứ, giờ này nó đói. Dạ. Ăn miếng bún vô làm cho dữ dữ cho chút. Bây giờ anh Út anh nói là làm các anh quá làm quá nhiệt tình rồi. Mà không có nệ công lòng gì đâu mà nhanh thấy ghê luôn. Anh Út anh nói vậy á. Dạ. Tranh thủ cho anh vô nhà mới mà. Dạ. Bây giờ thì ở Bùi Hồ quay cái nhà cá ăn ngon miệng ha. Bùi Hồ qua đây quay cho cô bác quý anh chị nè. Ây da. Ê, đi ở trên cái cây này nguy hiểm quá. À, cây cầu cũng đã xong. Bây giờ thì xi măng chưa có khô á nên thành nữ là mình phải dừng lại sợ mọi người quên cái đi lên cái nó bị lún xuống luôn. Và đây là cái phần sàn nha cô bác anh chị, cái phần sàn và đã nên hình dáng của một cái dách nhà đó cô bác anh chị. Và dừng ở trên luôn nè, lúc trước thì tính làm cái lam nó chừa phần gió trên ở dưới cho nó nhiều, tuy nhiên á thì cái phần đó thì chừa nhiều quá thì sợ mưa nó tạt nên anh Vũ thợ sắt đã làm luôn cái phần dừng lên tới cái trên đó luôn. Và đây là cái thành cái cửa sổ này thì mai mốt là một cái cửa sổ bấm nút mở nút được luôn đó cô bác anh chị. Và cái ở đây là cái cửa sổ lấy ánh sáng nè, nơi này là cái cửa sổ lấy ánh sáng cô bác anh chị. Đây dự định là làm cái lam ở trên này rồi đỡ gió, nhưng mà mình sợ gió bắc mưa thì nó hoặc là nó tạt vô thì thấy nó đẹp nhưng mà nó không nó bị mưa tạt vô thì nó không hay đó. Cô bác anh chị thấy không, con nhà rất là lớn, bề ngang tới 6 mét thôi cô bác anh chị. Cái phần này thì trước đây là mạnh thường quân của em Phong cũng đã hỗ trợ cái phần nhà dưới này rồi đó. Bây giờ các anh thợ đang nghỉ tay thì Bùi Hồ cố gắng quay, tại vì lúc mà các anh thợ đang làm thì âm thanh nó hơi bị ồn, quay nó cũng không có chất lượng. Và đây là cái phần nhà vệ sinh, cái phần nhà vệ sinh này thì các anh thợ đang xây được hai cái dách rồi, chiều nay là hết hai cái dách còn lại luôn không anh? Chắc cù lại mớ quá. Cù lại mớ hả? Anh ra nghỉ tay ăn bún kìa.
có uống nước à. Kìa mua cho anh một hộp kìa còn dư kìa. Để anh em đi uống nước rồi. Ừ, anh không có nấu. Nắng là uống nước không à. Nắng là uống nước không à. Ồ xây cũng khéo rồi, xây chỉ hồ rất là đẹp luôn ha cô bác anh chị. Xây ở dưới lên cái hầm này lên cao khoảng 2 mét á. Đó, rồi lên đây phải đổ sàn thêm cái nữa rồi xây mị lên tới trên nóc trên này cái nữa. Đó, rồi đóng la phong luôn. Đó, thì nữa cái phần này đóng la phong nhìn rất là sáng luôn ha. Đó, bây giờ thì cái phần thiết này thì chưa có dừng. Tại khi mà đợi lót gạch xong thì mới dừng thiết. Bây giờ mình chỉ làm hình dạng của cái phòng trước đi ha cô bác anh chị. Đây là cái phòng thì cô bác anh chị có thể thấy qua màn ảnh có thể mường tượng được. Đây là cái cửa phòng ở đằng này. Bên đây là cái vách phòng, những cái vách ở bên đây. Thì nữa thì ông Nhất sẽ nấu ăn ở bên đây. Còn đây là cái bồn vệ sinh. Thì cái khu vực này á, sau khi lót xong thì mình sẽ chừa một cái nơi để mà ông Nhất có thể rửa chén ở tại ngay chỗ cái khu vực này luôn. Hôm nay thì là một ngày các anh thợ phải rất là gấp rút. Chiều nay thì dựng cái mặt khải ngoài trước luôn. Đây là cái mặt khải phía bên đây. Còn cái khung này là cái mặt phải khải phía bên bên phải này. Đó, mặt khải này thì ở trên thì ở dưới mình sẽ dựng tôn á, từ ở dưới này lên khoảng 6 tấc để mà mình dựng tôn cô bác không chị. Nói chung là tổng thể ngôi nhà thì mình nhìn ở ngoài nhìn vô á thì cực kỳ rộng luôn, cực kỳ rộng và cao và thoáng mát nữa. Tại bề ngang nó tới 6 mét. Phân biệt giữa hai khu nhà lớn và cái nhà bếp nó rõ ràng. Sau khi mà làm xong thì cái phần đó thì những cái trụ đó nó sẽ dỡ ra thì mình nhìn nó sẽ càng thoáng hơn. Với lại là phong mình sẽ đóng hết nguyên cái ngôi nhà này luôn. Gạch thì cô bác anh chị cũng biết là Bùi Hồ đặt gạch giả gỗ. La phong thì sẽ màu trắng, có những cái lá cây màu xanh ở trên, cho cái màu xanh nó cũng có là màu dịu mát á. Anh Bùi Hồ sẽ chọn màu đó, cũng thông qua ý kiến của ông Nhất luôn. Đó, sau khi lót xong mình sẽ dựng cái này, làm hết cái phần này thì trong khoảng giờ cái nhà lớn á, thì trong vòng khoảng 2-3 ngày nữa là xong. Còn cái nhà vệ sinh á, thì nó chậm hơn khoảng 3 ngày. Lý do là cái nhà vệ sinh á, thì xây phải lâu và tỉ mỉ hơn. Tại vì nhà vệ sinh mà xây chỉ một lần sử dụng cho đến là 3-40 năm. Tại vì nếu như mà hư cái phần hố ga nó quan trọng lắm. Nếu như mà có hư hay gì đó thì không biết sao để mà xử lý được luôn. Nên là nữ là các anh thợ này anh làm rất là có tâm. Cũng như là các anh thợ sắt anh Vũ luôn nè. Ở đây là dừng hết luôn phần ở trên này nè. Cô bác anh chị thấy mau không? Nó rất là kín đáo luôn. Và chiều nay á thì là một chiều thứ bảy thì được chị Jenny Nguyễn ở Úc á, chị cũng có hỗ trợ cái phần ngoài cái phần nước với cái phần Bùi Hồ kêu thêm những cái phần này đó thì chị cũng hỗ trợ một cái bữa tiệc nhỏ nhỏ cho các anh thợ hồ. Thì mua cũng một con vịt quay với lại một con gà quay với lại một ít bia cho các anh thợ sương sương. Ngày mai các anh thợ sẽ nghỉ rồi, chủ nhật nghỉ một ngày xả hơi, rồi thứ hai các anh thợ sẽ vô tiến hành đóng la phong tiếp cô bác của chị. Bún ngon không? Ngon. Ở đâu có anh Đúng? Anh chợ. Hả? Ở trên chợ. Ai mua? Không biết ai mua có biết. Tự đâu có tự ăn hả? À, không biết ai mua lại đó. Trả tiền chưa? Hả? Trả tiền chưa? Trả rồi. Trả cho ai? Nhìn ảnh ăn ngon lành ha. Thôi anh Tú ăn đi. Bữa trưa anh không có ăn cơm gì. Đúng rồi, chắc trưa không có ăn cơm. Cái hộp bún 20 ngàn này cũng chất lượng ghê á. Nhiều thịt ha Tú ha. Hộp bún này nhiều thịt không? Hay thường lắm nói là nhiều. Ốc cải anh em làm không được mà. Thì coi như là ngày hôm nay là ngày thứ tư mà đã xây ngôi nhà của Út Nhất, cất ngôi nhà của Út Nhất cô bác của anh chị. Cũng có nhiều cô bác của anh chị nói là tại sao không cất nhà theo cái kiểu cuốn nền. Thì đây là một cái phần nhà sàn. Và trước đây thì đã cắt cái phần này rồi nên thành nữ là mình phải cắt theo cái quy cách nhà này luôn. Mà ở miền Tây á, thì cắt nhà ở Đồng Tháp thì nước cũng khá là lớn nên thành nữ là mình sẽ cắt nhà theo cái quy cách này. Nó vừa đẹp vừa tiện lợi vừa thoáng mát. Và cái phần ở dưới sàn á, ở dưới phà sàn này thì ông cụ có thể dân vọng ngủ được. Thì cũng cô bác anh chị cũng có thắc mắc thì cũng Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Thì Bùi Hồ sẽ biết đến đâu thì sẽ thông tin với cô bác anh chị đến đó ha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ha.